Vừa xong trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã có cuộc đọ sức với đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngay trên sân Mỹ Đình. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sau khi nhận được đường truyền tuyệt đẹp của đồng đội. Chung cuộc, Việt Nam thắng tối thiểu các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 1-0. Ngoài ra cũng trong khuôn khổ này, Malaysia cũng có một chiến thắng sát nút trước Thái Lan với tỷ số 2-1. Vừa qua, huấn luyện viên Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha khẳng định rằng Ronaldo đã sẵn sàng ra sân đá chính ở trận đấu với Litva trong khuôn khổ vòng loại Euro 2020 diễn ra vào đêm nay. Trước đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha gặp chấn thương nhẹ nên bị huấn luyện viên Sarri thay ra ở trận Juventus thắng AC Milan tại vòng 12 Serie A 2019-2020. Trong một buổi họp báo trước trận đấu, Fernando Santos nói: "Ronaldo vẫn ổn và cậu ấy sẽ ra sân. Cậu ấy không có vẻ gì là xuống sức vì chấn thương. Cậu ấy vẫn rất khát khao. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời." Ngoài ra, một người đồng đội của anh tại tuyển quốc gia là Ruben Neves cũng lên tiếng: "Cristiano hoàn toàn bình thường và có vẻ là không hiểu mọi người đang nói chuyện gì xoay quanh vụ lùm xùm của anh tại Juventus." Sau hơn 2 thập kỷ dẫn dắt rồi chia tay Arsenal, huấn luyện viên Arsene Wenger vẫn chưa nhận được lời mời dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, dù gần đây bị đồn thổi sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở Bayern Munich thay cho Niko Kovac. Vào ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mới chính thức xác nhận thông tin bổ nhiệm vị trí lực gia người Pháp cho vị trí trưởng ban phát triển bóng đá toàn cầu. Với vai trò mới này, nhiệm vụ của Wenger sẽ là đưa ra các kế hoạch, chương trình phát triển bóng đá trên phạm vi toàn cầu cho cả bóng đá nam và nữ. Các chương trình này liên quan đến những vấn đề như công tác huấn luyện, luyện tập và đào tạo huấn luyện viên. Chia sẻ về công việc mới của mình, Wenger tỏ ra khá phấn khích: "Tôi rất mong chờ được thực hiện thử thách vô cùng quan trọng này. Tôi biết mình có thể đóng góp cho mục tiêu này và sẽ dồn toàn bộ sức lực cho nó." Theo thông tin từ tờ Tutto Sport, giám đốc kỹ thuật của AC Milan là Paolo đang tìm cách đưa Ancelotti trở lại với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Về phần Napoli, sau khi chủ tịch Aurelio De Laurentiis ra lệnh ép các cầu thủ tham gia một chương trình huấn luyện đặc biệt và gặp phải sự chống đối mạnh mẽ, mối quan hệ giữa cầu thủ, huấn luyện viên và chủ tịch bắt đầu rạn nứt. Đáng chú ý, Ancelotti từng dẫn dắt AC Milan từ năm 2001 đến năm 2009, giai đoạn ông giành một Serie A và hai Champions League. Ngoài ra, huấn luyện viên mới Stefano Pioli của Milan đã có thành tích không tốt khi chỉ thắng được một trong 5 trận. Hiện nay, hợp đồng của tiền vệ Willian với Chelsea chỉ còn thời hạn đến hè năm 2020. Theo nhiều nguồn tin, The Blues muốn giữ chân cầu thủ người Brazil nhưng chỉ muốn ký hợp đồng 12 tháng với anh. Theo đó, Willian đã từ chối lời đề nghị của Chelsea và anh chỉ chấp nhận ký vào bản giao kèo có thời hạn ít nhất là 2 năm. Nếu Chelsea không thể gia hạn với Willian, họ sẽ phải bán anh vào tháng 1 nếu không muốn mất trắng. Theo thông tin từ Mirror, Barca và Juventus đang là những đội bóng thèm khát ngôi sao của Chelsea. Hai đội bóng này chấp nhận chi ra 15 triệu bảng mua cầu thủ người Brazil vào tháng 1. Ngay từ thời điểm này, họ đã bí mật đàm phán với người đại diện của Willian. Theo nguồn tin của tờ Fox Sports, dù đang giáo diết chuẩn bị cho màn chạm trán với Malaysia, song huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Nishino vẫn không quên giao nhiệm vụ cho trợ lý của mình là Isaira Sridato theo dõi màn đối đầu giữa Việt Nam và UAE tại Hà Nội. Ông Isaira sẽ có nhiệm vụ thu thập băng hình, báo cáo dữ liệu về trận đấu giữa Việt Nam với UAE cho huấn luyện viên trưởng Nishino. Đây là động thái chuẩn bị hết sức khôn ngoan của vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan trước khi chạm trán với Việt Nam. Mới đây, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Giám đốc Ban Quản trị và Phát triển Thể thao Tập đoàn TNT Group đã chia sẻ: "Khi Hà Nội FC đàm phán với Heerenveen, điều khoản để Văn Hậu về đá SEA Games là bắt buộc, còn điều khoản đá U23 châu Á thì như Văn Hậu đã nói hôm qua là không có trong hợp đồng. Điều này tùy theo nguyện vọng của cầu thủ cũng như ban lãnh đạo câu lạc bộ Heerenveen thì chúng tôi sẽ công bố sau." Theo đó, Văn Hậu chắc chắn sẽ tham gia SEA Games cùng U22 Việt Nam, nhưng cầu thủ sinh năm 1999 khẳng định với báo giới về việc sẽ không dự giải U23 châu Á cùng U23 Việt Nam. Thời gian diễn ra giải đấu là vào tháng 1 năm 2020, không thuộc FIFA Day nên Heerenveen có quyền từ chối nhà người. Theo nhiều nhận định, Văn Hậu muốn tận dụng quãng thời gian nghỉ đông để cải thiện ngoại ngữ nhằm có thêm nhiều cơ hội ra sân và hòa hợp cùng đội bóng mới.